Báo cáo về nhu cầu tuyển dụng trong quý 1 năm nay do mạng việc làm Việt Nam Works công bố vào ngày 26 tháng 4 cho thấy, trong quý vừa qua thì nhân lực trong ngành công nghệ thông tin phần mềm tiếp tục dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng. Trong quý 1 năm nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng trưởng 23% so với quý 1 năm 2016, trong khi đó nguồn cung nhân lực tăng trưởng 38% so với cùng kỳ. Ngoài ngành công nghệ thông tin, phần mềm đứng đầu về nhu cầu tuyển dụng, các ngành tiếp theo có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm kế toán, dịch vụ khách hàng, truyền thông, sản xuất kiến trúc, thiết kế nội thất, xây dựng, marketing, sale. Nói riêng về nhân lực ngành công nghệ thông tin, báo cáo của Việt Work chỉ ra rằng thị trường Việt Nam vẫn khen hiếm lập trình viên và kỹ sư ngành IT, đáp ứng kiến thức và kinh nghiệm theo yêu cầu của doanh nghiệp, trong đó hạn chế lớn nhất là khả năng tiếng Anh. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa điểm có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn nhất cả nước. Ba tỉnh Bình Dương, Đà Nẵng và Bắc Ninh cũng nằm trong top 5 địa điểm có nhu cầu tuyển dụng cao.